Oh, Dee Dee and Kat. Oh, Dee Dee. Hi, Dee Dee. Oh, Dee Dee. Can you give Dee Dee a hug, JD? Oh, and Dee Dee. Dee Dee, that's Dee Dee. Me too. Yeah, give her a hug. Good job, JD. Okay, let's go. Bye. Have fun. Bye. Bye. Yeah. Đây, 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 đây. Bye. Liên tiếp gì nữa. Hôm nay trời đẹp mà hai mẹ con mặc đồ cho ấm vô. Giờ lấy chỗ trà làm cái gì vậy? Hả? Đi, 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 cất chỗ trà vô đi con. Đi, đi chơi, đi, mày chở con đi park chơi nha. À. Từ từ thôi con. Chở chị đi công viên chơi cô chú rồi. Chơi gì à? Ê, 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 làm gì á? Làm gì á? Đi, đi, đi. Tự nhiên ngồi xuống nhìn đó kìa. Cà khỉa hả? Trời ơi, coi, coi. Này, cô chú thấy chơi năng động không? Áo rồi này kia, quần rồi. Rất là thể thao luôn. Nhưng mà không có thể tập thể dục thôi. Đi trời ơi đạp lên rồi kìa, ghê quá à. Giờ đi công viên chơi nha. Dạ đi con. Té nha, té nha. Gotta be careful. Đi cô bé tóc vàng. Cô chú ơi, chay đã tới được công viên rồi. Cô chú coi chay cà khịa kìa. Khoái lắm, mỗi lần mà đi qua cái công viên này là chỉ liền park, park. Là công viên á. Không biết nó sao, sao nó biết cái khúc này là khúc công viên mà nãy chứ. Tới là nó chỉ liền. Nhưng mà cái công viên này ngộ cái là không có được vô cho tới lúc bằng 4 giờ chiều. Tại vì 4 giờ chiều học sinh ta đi ra hết rồi đó. Mới được đi vô. Tại vì học sinh ta còn đi học quá mình đâu được vô. Đó. Vui không? Con mặt vui kìa. Con mặt vui kìa. Đã quá. Đây được đi công viên đó cô chú. Cẩn thận nha con. Tới cô chú thấy tội nghiệp em chưa? Ta nói hả mùa đông lạnh lẽo. Mà cũng phải còn bây giờ hiện tại bây giờ để cho cô chú coi là bao nhiêu độ nha. Cho cô chú coi hiện tại bây giờ là bao nhiêu độ để cho cô chú biết. Cái độ bên bên Mỹ này hiện tại bây giờ là 12 độ C đó cô chú. Cô chú thấy không cô chú, hai mẹ con 12 độ C. Đi chơi đi công viên chơi có được không? Tại vì mình cũng quen với cái thời tiết bên này rồi các bạn. Nên là 12 độ thì về mặc áo tay dài nè, mà mặc áo tay dài nè, chay cũng mặc áo tay dài. Thì cũng không có gì lạnh gì mấy. Nhưng mà Việt Nam mà 12 độ C thì chắc tất cả mọi người ở trong nhà chùm mền hết luôn á. Mang dài mặc áo, áo tay dài đầy đủ là được à. Cũng quen với cái thời tiết bên này rồi. 12 độ C, oh my god. Sài Gòn mình thì hai mấy, 30 độ ha. Nhưng mà các bạn, nhưng mà khi mà chơi ngoài trời này á. Wow, nhảy không té luôn kìa, hay chưa. Khi mà chơi ngoài trời này thì mình phải cần một cái thời tiết nào nó cho nó mát mát một chút để đừng có đổ mồ hôi các bạn. Nên là những cái đứa con nít Mỹ này mà khi mà thời tiết nóng nó chịu không nổi đâu. Mùa hè nó mùa hè ấm ấm dễ đi chơi vậy chứ mà đi ra mồ hôi mồ kê nóng nóng chơi khó chơi lắm. Mà chơi cái này nè, leo lên leo xuống ha, chảy mồ hôi đồ này kia nọ nên nó làm con người mình rất là dễ chịu chứ không phải như là cái thời bị thời tiết oi bức mà nóng của mùa hè đó là mình khó chịu đổ mồ hôi. Chơi giày mới đã nè. Giống như cái thời tiết này. Ồ, cây viết á hả? Để xuống đây con, bỏ xuống đây, bỏ đó đi con. Của ai á, con bỏ đó đi. Thôi thôi, đừng có vừa cầm cây viết mà vừa đó, bắt mẹ. Đưa mẹ. Đúng rồi, thank you. Vừa cầm cây viết mà vừa leo leo đó. Tính nói gì quên đó, làm tôi nói gì tôi quên mất tiêu tôi nói gì rồi. Nó giống như trượt ba te không? Trời ơi. Nãy mới Ngọc mới nói gì Ngọc quên mất tiêu rồi. À, mọi người có nhớ không, nhắc Ngọc đi. Yeah, giỏi quá. Yeah. Rồi nó đang tới nó đang tới mùa hè phải không? Seven chứ không phải sạp bố. Eight đang đếm đó. Thì nay rồi nhảy xuống nha. Cô chú coi chạy nhảy xuống nè. Nhảy xuống không té nè. 1 2 3. Ủa té hả? Quê quá trời quê luôn. Mẹ mới vừa nói không té mà ai ngờ bị té, quê quá.
Đó, con nít Mỹ thì nói chung là giờ còn mùa nên nó ráng ráng dẫn đi chơi các bạn ơi. Chứ còn mà tới mùa đông tuyết không là sao đi chợ này nổi này nữa. Bởi vậy những cái đứa nít mà ở những cái miền Bắc của nước Mỹ giống như chay vậy đó. Nói chung mùa đông cũng tội lắm, không có cái gì chơi ăn, ngồi trong nhà coi iPad miết nữa đó. Còn những cái đứa mà ở mà mấy cái miền khác mà được quanh năm nóng á thì đỡ hơn, được nhiều trò chơi hơn. Nhưng mà được cái hả, mùa đông này cô chú sẽ thấy chơi tuyết ha. Cái bộ đồ màu đỏ đỏ năm ngoái thì bây giờ năm nay chơi vẫn còn mặc vừa cô chú ơi. Chơi nói chung là lớn, không có lớn dữ đâu cô chú. Tại đây đồ hả 2 tuổi mà mặc đồ 12 tháng với 18 tháng là giờ giống nhau luôn. Yay, 1 2 3 go. Cô chú thấy chơi ở trong hình vậy đó thì cô chú cứ vậy nha. Nhưng mà sao khi mà chay về Việt Nam đi rồi cô chú mà có ai mà gặp chay ở ngoài cô chú sẽ rất là bỡ ngỡ là tại sao nó lại nhỏ tới mức độ như vậy. Nó y như là ta nói y như hột tiêu vậy đó. Ngọc nói vậy là mọi người cho mọi người trời gọi là lại múa cột kìa. Có được không? Rồi lại ôm cột múa kìa. Chúm hai cái chân lại ôm cái cột nữa chứ. Nên là mọi người đừng có bỡ ngỡ khi mà gặp chay ở ngoài. Nó là gọi là hạt tiêu đánh đá là đúng luôn á. Rất là nhỏ con luôn. Nhỏ xíu xìu xìu mà, chứ không phải như trên hình mà cô chú thấy trên video mà bự vậy đâu, không có đâu nha cô chú. Sai lầm rồi đó. Nó đang đùa cợt với cô chú đó, nó không có bự vậy đâu. Nhưng mà kệ nó, biết sao không? Tại vì Ngọc nhỏ con, chồng Ngọc anh cũng nhỏ con, nên là chay thì đâu có, không có thể nào mà expect cho nó bự con được hết. Ngọc là tính ra dữ lắm, được cao được 1,5 m. Chồng Ngọc thì anh cao được 1m7. Trời hai ai vậy? 1m7 không ta? Ừ, chồng Ngọc được 1m7 đó. 1m7 không ta? 1m7, 1m67, 68 gì đó. Hay gì đó phải không ta? Không. Hay là 1m72 gì đó, Ngọc con cháu Ngọc quên luôn rồi. Đó, nên là không có đòi hỏi đồ chay mà cỡ khoa cao cao cỡ người mẫu được. Bởi vì Ngọc nói chay là mẫu hậu mà chứ đâu phải là thường đâu. Đó. Ủa sao cái trò này nãy giờ cứ đứng chơi miết cái trò này, đi lên đi xuống rồi đi ra đi vô đi về miết vậy ta? Sao hay vậy ta? Thích cái trò này hay sao ta? Đó cái áo đó đó cô chú, không biết cô chú có nhớ cái áo đó không? Cái áo đó là chay mặc trong cái lúc mà gọi là cái lúc tiệc thôi nâu của chay mà bà ngoại nấu đồ ăn ở nhà đó. Rồi bà ngoại năm mua cho cái áo đó đó. Là cái áo đó là 12 tháng đó cô chú, mà tới giờ chay còn mặc vừa rồi cô chú. Là cô chú biết là chay là tới mức độ nào đó. Áo đó 12 tháng mà giờ gần 2 tuổi mà còn mặc vừa áo đó. Sợ bá luôn á. Nhưng mà thật sự là gì, không cho mẹ lên hả? Không cho mẹ lên, mẹ phải lên mẹ coi con chứ, mẹ mới quay cho cô chú coi chứ. Nhưng mà thật sự là nói chung là nó khỏe là được rồi, không có cần đầu nổi gì nhiều hết á, khỏe mạnh là được. Nhí, còn nhiều khi nó người ta giọt nhỏ mà người ta coi vỏ nha cô chú nha, cô chú đừng có coi thường nha. Dì qua đi con, qua đi, không qua hả? Nó sao cái trò này cứ chơi miết luôn. Hồi nãy giờ đứng quay một cái cảnh này là quay miết luôn á chay nha. Cô chú ông bà sẽ chán cái cảnh này đó nha. Trời, thôi coi rồi đó, thấy không? Thôi đi chỗ khác chơi đi. Đi chơi xích đu không? Qua đây qua chơi xích đu đi. No. Trời ơi, thấy không? Ngọc hỏi qua chơi xích đu không là nó no, là mà người ta có cái chính kiến của người ta. Là thích trò nào người ta chơi trò đó chứ mình không ép được. Làm gì vậy? Đó, thấy chưa? Thấy cà khịa chưa? Không có một đứa em bé ra chơi luôn, thấy không? Hả? Có một mình hai mẹ con. Hồi nãy là hỏi chay đi chơi công viên không con, là đi liền. Được đi công viên là khoái lắm, mà giờ lâu về là không chịu về đâu. Nữa, cũng lại cái chỗ này nữa. Hình như cái chỗ này là gọi là bến xưa hẹn hò hay sao á. Rồi lên nữa. Con lượm được gì vậy chay?
Oh, what color is that? Màu đó màu gì á? Màu đó màu gì á? Pink. Pink, đúng rồi, là màu hồng á cô chú. Trời, con có biết đồ này của ai không mà con không? Bỏ lại chỗ cũ cho người bị mất. Trời đất ơi, tự nhiên nó. Cái này là giống như là cái băng rôn để kẹp lên cái tóc nè. Thôi để máng lên chỗ nào đó đi. Tự nhiên cái cầm cái hung rồi cái con này nè. Yeah. Yeah, giỏi quá. Mày nói bởi vậy cái gì cũng yêu, cái gì cũng đem lên hung một cách nồng nhiệt luôn không á. Hung mà này, hung mạnh luôn chứ đâu phải mà hung mà. Trời ơi, tự nhiên hung có đó làm gì vậy? Con làm gì vậy? Trời ơi. Bye. Bye bye ha. Bye bye. Trời hung luôn. Trời ơi, hung ma nữa trời ơi. Trời, hung tay mẹ miếng coi. Hung tay mẹ miếng đi. Rồi, xuống đây. Thôi con tự xuống đi chứ con nắm tay mẹ chứ. Con tự đi được mà. 1 2 2. Không dám nhảy hả? À? Nhảy xuống sợ đau hả? À? Có một vài cô chú nói là khi mà Ngọc Hiếu chơi rồi về Việt Nam á, cố gắng học fan cho tất cả các cô chú có thể được gặp dây. Nhưng mà nói chung là cái đó Ngọc cũng không biết phải tổ chức, phải làm như thế nào để cho tất cả mọi người có thể gặp được nữa. Còn phụ thuộc vô cái gì đó, cô chú ở đâu. Nói chung là không biết có cái việc đó nó có khó khăn không nữa. Nên là cái đó thì mình từ từ mình hạ hồi phân giải. Khi mà Ngọc về tới đó thì cái nói chung là cái này cũng có duyên, cái duyên cái số nè cô chú à, chứ không phải là muốn ấy là được, muốn gặp là gặp. Mình ví dụ như mình cứ ra kế hoạch thì cái bên mình có cái duyên là bắt đầu mình gặp nhau liền. Không? Hay là mình đi ngoài đường chỉ dùng vô tình mình đi ngang, mình lướt ngang qua nhau thôi là mình cũng có thể gặp nhau được rồi đó cô chú. Rồi chay ơi, chay con lạnh chưa chay? Nãy giờ là con thấm lạnh chưa? Nói chơi không lạnh vậy chứ mà đứng ở ngoài một hồi là tao nói là nó thấm lạnh đó. Mẹ là mẹ hơi thấm rồi đó. Nhất là tao cái tay mẹ đang cầm cái máy camera là bây giờ nó lạnh cứng rồi nè chay nè. 12 độ chứ đâu phải giỡn con. Out. Bị gì con? Đau không con? Out. Ờ. Nhưng bây giờ thấm lạnh chơi đi, giờ đi về nè. Chứ mà chơi nhiêu đó là mẹ thấy đủ rồi đó. Chứ mà lâu nữa là về mà bệnh là mẹ mệt chứ không ai mệt đâu nghe chay. Yêu. Yêu gì? À cái chỗ đó bị dơ ha con kêu yêu á ha. Yêu là dơ đó cô chú. Chui qua cái đó phải chui qua. Chui qua lỗ. Đó chui qua lỗ đó đó. Thôi bây giờ đi về đi chay ơi, bây giờ là mình làm mẹ lạnh rồi đó con. Về nha. Nha, về nha. No, thấy chưa? Không chịu về. Cho đi chơi thì vui lắm nhưng mà kêu đi về là không về. Không biết nữa chưa. Gì kêu gì, mẹ nắm tay con hả? Mẹ nắm tay con cho con bước đi hả? Này. Rồi. Xuống hả? Ủa đi đâu ạ? Bây giờ qua cái nhà khác. Cái đó là cái ống cống á con. Kể nó đi con. Con đi kiếm đồ con chơi đi. Không mấy mẹ dẫn con về liền ngay lập tức bây giờ. Mẹ lạnh lắm rồi đó. Làm gì á? Trời tự nhiên bịt mắt. Trời đất ơi làm gì vậy? Bà có nhiều cái động tác mà tôi không hiểu bà đang làm cái gì luôn á chứ phải. Mẹ làm đạo diễn mà mẹ không biết con đang diễn vai gì luôn á chay nha. Ok. Ok đó, ok. Ê dạo này, đúng rồi nè, quên kể cho cô chú nghe. Dạo này là nó nói là trả lời. Chay, con đi dục giùm mẹ cái rác này coi chay. Ok. Rồi là lấy cái miếng rác ra đem dục đi trong rác. Ok, rồi trả lời là y như người lớn lắm. Ok. Chay đi leo lên rồi xong leo xuống đi về nha chay, mẹ lạnh lắm rồi đó chay ơi. Nãy mẹ y mẹ không khoác thêm cái áo nữa chay. Rồi giờ nó đi đâu rồi đó. Cô chú coi. Trời ơi bệnh miệng là. Bây giờ đi xuống nha. Xin. Xuống đây con tự xuống đi. Cô chú không coi chay đi chơi công viên có chán không cô chú? Nhưng mà lỡ ngồi đó
Thì lỡ mà có coi chay có chán chán ngồi nghe Ngọc bình luận cho vui cũng được. Bù qua sớt lại nha cô chú nha. Rồi đi xuống đây con, đi xuống xong mày sẵn đi ra thẳng ngồi xe về luôn nha con. Chó. Gì? Chó. Chó hả? Ừ chó đó. Làm như lạ lùng với nó lắm vậy. Ừ chó à. Chó con chó đó hả? Wow, thấy nghe chó sủa là mình phải bệnh miệng, là mình làm cái mặt mình bất ngờ vậy đó nghe cô chú nha. Đi con, nắm tay mẹ nè. Nắm tay mẹ thật chặt, giữ tay mẹ thật lâu, hứa với mẹ một câu sẽ đi trọn vẹn cuối con đường. Yêu. Đi con, chạy đi thẳng ra xe về luôn con. Chơi nhiêu đó vui rồi đó. Yêu, ừ đi chơi nhiêu đó vui rồi, đi về con. Những cái cây khô này nè rất là tiện lợi luôn, làm không có bị dơ đồ dơ đạc gì hết. Giờ tự nhiên chạy lại đây leo lên đây, trời ơi nó leo lên được có một cái à, đó xuống đó thấy không Ngọc nói mà, giờ chui qua lỗ nè đó, không chui qua đâu được, mình phải đi cái đường này. Ouch, đau rồi đó, bị đau rồi đó. Đó chui qua đúng rồi. Đi con, đi thẳng con, đi thẳng. Nếu đi thẳng không có quẹo phải. Mẹ đâu có kêu quẹo phải. Quẹo phải là bị đuổi về giống Thách Thức Trên Hài rồi. Đi con, đi con. Mình là mình đâu có đi thi ra Thách Thức Trên Hài được chơi. Mình chỉ ngồi ở dưới mình làm ban khán giả thôi. Đi về con. Nên mà là mình đi thẳng cho mình không có được, không có được quẹo phải. Để con. Ew. Hả? Nasty. Cái gì con? Nói gì đó? Áp chứ bịch chứ bịch. Hát chứ bịch chứ. Quá chơi mấy cây đó lắm. Chơi. Đi. Thôi bây giờ đi về nha. À, bây giờ nè. Ups. Nè cô chú ơi, bây giờ muốn bồng nó về đâu có phải dễ đâu. Thì bồng nó lên, Ngọc lúc nào cũng làm một cái này nè. Xin chào nha, chào tạm biệt mọi người nha. Ngày mai chơi tới nha. Nha. Bye bye đi con, bye bye đi. Bye bye đi, mai tới nữa. Con nói đi ô cơ. Ô cơ đi. Ô cơ. No hả? Con nói ô cơ. Ngày mai mẹ chở con tới nữa nha. Thấy không cô chú? Em giỏi lắm á cô chú.